quốc bản biển để tưởng nhớ những thuyền nhân, những bộ nhân, những đồng bào ruột thịt của chúng ta đã không còn nữa sau khi làn sóng đỏ tràn ngập Việt Nam. Và cuối cùng chúng ta sẽ có một quốc mặc niệm để tưởng nhớ tất cả những chiến sĩ chiến đấu không phải bằng cây súng mà chiến đấu bằng ngòi bút và bỏ mình trong các trại lao tù cộng sản, cũng như hiện giờ vẫn đang tiếp tục cuộc chiến đấu để đòi hỏi tự do, dân chủ và nhân quyền cho đất nước Việt Nam. Một phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm chấm dứt. Chúng tôi xin cảm ơn và kính mời quý vị an toàn. Chút xíu mà xếp tới. Bà tới giờ không ai không chút. Nhưng mà nói cho Thank you.
con kính chào quý vị, quý ông bà, cô chú, các bác, các anh chị. Con là Thu Thủy, đại diện cho nhà Việt Nam, cũng giống như là chiếc áo thun con đang mặc ngày hôm nay, là hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa, với một sự tự hào là nhờ vào các cô, các chú, các bậc đi trước đã bảo vệ, giữ gìn cho nên tự do mà chúng con đang có ngày hôm nay. Và 42 năm qua thì ngày hôm nay con xin trân trọng cảm ơn tất cả đã đến đây cùng với chúng con nghĩ lại về sự kiện 42 năm về trước, cũng giống như đó là một câu hỏi mà thế hệ con cháu và bản thân những em lớn lên ở đây đang đặt một dấu hỏi là: mẹ ơi, tại sao con sinh ra ở Mỹ? Ngày hôm nay ngoài những bạn trẻ giống như con, ngoài các cô, các chú, và con còn thấy sự hiện diện của Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, chú Đinh Hồng Cường, cựu Chủ tịch của vùng Washington DC, chú Đoàn Hữu Định. Con xin phép là xin được gọi bằng cô chú, tại vì con không có quen gọi bằng quý vị hay là gì hết. Và giống như con đã nói, tụi con là thế hệ hậu duệ, cho nên những cái gì mà sơ sót hay là những cái câu nói dùng sai thì các cô, các chú, các ông bà tha thứ cho tụi con, chỉ dạy cho tụi con để tụi con biết được đâu là đúng, đâu là sai, có vậy thôi. Dạ, con xin cảm ơn tất cả. Xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi xin giới thiệu một chút về chương trình ngày hôm nay. Như hồi nãy chúng tôi có thưa với quý vị, chúng ta có mặt ngày hôm nay để chia sẻ những kỷ niệm, để chia sẻ những suy tư của chúng ta về ngày Quốc hận 30 tháng 4. Cũng trong dịp đó, chúng ta sẽ thưởng thức cùng nhau một số ấn phẩm và phim ảnh liên quan đến ngày 30 tháng 4. Kính thưa quý vị, chúng tôi nhận được ở đây, nhà Việt Nam nhận được một số ấn phẩm từ các tác giả và nhà xuất bản mang tới để giới thiệu với quý vị trong dịp này. Cuốn biên khảo, chúng tôi không thể nói hết về giá trị cuốn biên khảo này, chỉ có thể thưa một cách vắn tắt. Có lẽ đây là tác phẩm duy nhất mà chúng tôi biết được của một người có đủ thẩm quyền để nói về chủ nghĩa cộng sản, để nói về sự tác hại của chủ nghĩa cộng sản đối với đất nước và dân tộc Việt Nam. Người đó là cố học giả Nguyễn Duy Cẩn, và cuốn Đảng Cộng sản Việt Nam do cố học giả Nguyễn Minh Cẩn biên soạn và tổ hợp xuất bản Miền Đông ấn hành là một cuốn sách mà nếu những người nào muốn nói về chủ nghĩa cộng sản hay là muốn hành động để đi đến cái mục tiêu cuối cùng của dân tộc Việt Nam là triệt tiêu chế độ cộng sản trên đất nước Việt Nam thì không thể không đọc cuốn sách này. Chúng tôi cũng xin giới thiệu một tuyển tập sáng tác của quý chị, quý chúng tôi xin nói rất đơn giản, quý chị em đã có liên quan đến sinh hoạt văn học Việt Nam tại ngoại, cùng viết về những kỷ niệm liên quan đến cuộc bỏ nước ra đi của người Việt Nam. Tuyển tập Cô Gái Việt và chị Phương Thúy gửi đến nhà Việt Nam để chia sẻ trong ngày hôm nay, trong đó bao gồm nhiều sáng tác của nhiều tác giả khác nhau nhưng cùng hướng về một chủ đề và cùng chia sẻ một tâm sự giống nhau. Kính thưa quý vị, một chút nữa chúng tôi sẽ giới thiệu cựu thẩm phán Nguyễn Văn Thành nói chuyện về một tác phẩm biên khảo luật pháp, chúng tôi sẽ để dành để anh Thành nói chuyện về điều đó. Bây giờ chúng tôi xin thưa là trong thời gian thực hiện cuốn phim tài liệu, chắc là ở đây có nhiều quý vị, quý anh chị đã coi rồi,
cuốn phim tài liệu của Việt Nam Film Club Hồn Tử Sinh, Nghĩa Trang Quân đội Biên Hòa. Chúng tôi đã có dịp gặp một số các tác giả người Mỹ, trong đó có anh JV là tác giả cuốn Tháng Tư Đen Black April. Chúng tôi đã có dịp gặp anh Richard Bakken, một cựu thiếu tá thuộc quân lục chiến Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam, và anh Frank Coster là người đạo diễn đã đưa cuốn sách của Richard Bakken lên màn bạc. Kính thưa quý vị, cuốn sách đó là Ride the Thunder, Cưỡi Ngọn Sấm. Cuốn này đã được dịch ra tiếng Việt, đã được phát hành. Quý vị có thể tìm trên mạng và mua bản dịch Việt ngữ rất là dễ dàng. DVD Ride the Thunder là một công trình của các cựu chiến binh Mỹ thực hiện cuốn phim này để nói đến cuộc chiến đấu dũng cảm không phải chỉ là của quân lực Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam, mà là sự sát cánh giữa những binh sĩ Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam với những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong những ngày khói lửa nhất của cuộc chiến Việt Nam. Và nhân vật chính trong cuốn sách Ride the Thunder cũng như là cuốn phim mà quý vị sẽ coi lát nữa đây, nhân vật chính đó là Trung tá Lê Bá Bình của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người mà tác giả Richard Bakken đã ngưỡng mộ và đã cho Richard Bakken nguồn cảm hứng để viết lên cuốn sách Ride the Thunder, và sau đó đã được các cựu chiến binh Mỹ qua đạo diễn Frank Coster đưa lên màn bạc. Một chút xíu nữa chúng ta sẽ thưởng thức cùng nhau tác phẩm Ride the Thunder để thấy được sự chiến đấu dũng cảm của người lính Việt Nam Cộng Hòa trong những giờ phút gay go nhất của cuộc chiến và cho đến những ngày cuối cùng của cuộc chiến. Bây giờ kính thưa quý vị, trước khi chúng ta đi vào phần chiếu phim, chúng tôi xin phép mời anh Nguyễn Văn Thành, anh Thành giới thiệu một chút về cuốn sách của một thân hữu nhà Việt Nam mà hôm nay không có mặt ở đây vì sức khỏe, là tác giả Nguyễn Văn Thành của cuốn Luật Pháp và Nghệ Thuật. Kính chào quý vị trường thức, kính chào toàn thể quý vị. Luật pháp thì nó khô khan, và nếu chúng ta cứ nói mãi thì không ai muốn nghe. Ông anh của tôi cũng làm trong nghề, mà ông ấy, đặc biệt ngày xưa quý vị cũng biết là có một hệ thống tòa án quân sự song song với dân sự, thì chúng tôi là bên dân sự và ông Nguyễn Văn Thành này là ông anh ở bên quân sự. Nếu quý vị mà có bao giờ đến cái bến Bạch Đằng tòa án quân sự quân khu 3, là chính ông này là chánh thẩm đây. Ông này đã bỏ ra rất nhiều năm để nghiên cứu, dù là một chuyện đầu tiên nói về một vai trò một dự thẩm tòa án, ông đã bỏ ra công sức tới 10 năm để nghiên cứu, và ông đã viết lại một cuốn Luật Pháp và Văn Học Nghệ Thuật. Ông nối liền cái chữ Văn Học Nghệ Thuật với Luật Pháp để cho tác phẩm nó không có khô khan. Và nếu quý vị có chút thì giờ mà đọc qua này đây, chúng tôi để đây để xin điếu quý vị, thì quý vị cứ tự nhiên lên lấy chứ không có có một phí khoản nào cả. Thế thì chỉ muốn truyền đạt những cái tư tưởng của một là luật gia của Việt Nam đến với quý vị, để quý vị làm quen với một cái hệ thống luật pháp ngày xưa của Việt Nam và những cái nước mà gọi là dân chủ theo cái kiểu của Việt Nam Cộng Hòa, thì mới có những cái hệ thống suy nghĩ kỹ như thế này. Và khi một ông dự thẩm, thí dụ như cái chuyện đầu tiên, tại sao cái anh kia anh ấy giết vợ, phóng một con dao vào vợ chết mà ông quyết định tha bổng, thì cái đó là diễn biến tâm lý rất là phức tạp.
Nên xin quý vị bỏ chút thời giờ để mà nghiên cứu cái tác phẩm này. Thế xin mời quý vị cứ việc lên trên này để mà lấy cuốn sách đó để đọc. Nên cảm ơn anh Đào Trường Phúc đã cho chúng tôi lên mấy phút để giới thiệu sách của anh. Cảm ơn anh Thành. Kính thưa quý vị, hồi nãy chúng tôi có thưa với quý vị là chúng ta có một tác phẩm của các nhà văn nữ, Cô Gái Việt, là một tuyển tập, sáng tác của các nhà văn nữ. Và trong này chúng ta sẽ có, chúng ta sẽ đọc thấy rất nhiều tâm tư liên quan đến ngày Quốc Hận 30 tháng 4. Chúng tôi thấy không có gì hơn là mời một trong những vị tác giả trong này, đồng thời cũng là người thực hiện tuyển tập, nên nói chuyện với quý vị về nội dung của Cô Gái Việt. Tôi xin hân hạnh mời chị Phương Thúy. Kính chào quý vị và kính chào các đồng hương. Phương Thúy rất hân hạnh được mời tham dự ngày hôm nay để mà cùng nhau kỷ niệm cái ngày mà chúng ta tan hàng giã cánh, phải rời bỏ quê hương thân yêu của chúng ta. Thì Phương Thúy là người điều hành nhóm Cô Gái Việt. Thì các Cô Gái Việt gồm tất cả các chị em trên mọi nơi, từ các mọi nơi trên thế giới cùng góp hết tâm huyết để thành lập, để làm thành cuốn sách tuyển tập 2017 với tựa là Trang Sách Cũ. Khi mà thực hiện tuyển tập 2017, các chị em Cô Gái Việt đã trực diện với quá khứ, lần dở trang sách cũ để nhớ lại những khốn khổ đau thương ngày đó, để khẳng định rằng cộng sản và dân chủ không thể ngủ chung trời, và cộng sản hiện thì tự do biến. Chị em Cô Gái Việt cùng chung số phận với cả dân tộc, chìm đắm trong màu đen tan tóc của cơn quốc nạn của 1975, cùng chung niềm phẫn uất cho sự bất tử của Việt Nam Cộng Hòa, nỗi sợ hãi cộng sản và sự khát khao cho tự do. Chính vì tự do mà chị em và đồng bào miền Nam Việt Nam đã bất chấp mọi hiểm nguy để đến tính mạng, để vượt qua cái chết mà tìm sự sống. Tuyển tập 2017 gồm những việc lăn tăn và hy sinh, những sáng tác đong đầy nước mắt và uất hận khi vận nước chợt đổi thay vào tháng 4 năm 1975. Tuyển tập 2017 lưu lại những chuyện tang thương không bao giờ có thể quên. Vào năm 1975, lúc đó Phương Thúy còn học tại trường Gia Long. Trong những năm cuối của Gia Long, chiến tranh hình như không xuất hiện ở Sài Gòn, chỉ bộc phát lấn đến Sài Gòn vào năm 1972, mùa hè đỏ lửa, với con số chiến sĩ tử vong cao vọt và gia tăng mỗi ngày. Khăn tang trắng lố nhố trong lớp học, chẳng còn ai an tâm lo đến chuyện thi tú tài. Người dân từ các tỉnh miền Trung chạy loạn, tràn vào Sài Gòn, nhưng Sài Gòn không thể che chở cho họ lâu dài, vì chính nó cũng đang bị dồn nén, cô lập, sắp sửa nổ tung vì sức ép của chiến tranh và sợ hãi. Tôi buồn vô hạn, mong muốn được đi du học. Tôi ngợp thở với chiến tranh, với thành phố đông đúc người và nóng bức. Tôi muốn đi khỏi nơi đây. Tôi đã hét gào lên như vậy trong câm nín khi đứng trên sân thượng, nhìn những đóm hỏa châu lóe sáng rực rỡ một góc trời, rồi tắt ngúm với làn khói trắng nhạt nhòa chìm dần vào bóng đêm. Đầu tôi nặng trĩu và lồng ngực nghẹn cứng muốn vỡ ra. Tôi tù túng, bi quan, tuyệt vọng. Ôi, đêm đen tối như tương lai của tôi vậy. Đó là những dòng cảm nghĩ của Phương Phi trong những ngày cuối cùng của tháng 4 75. Và bây giờ để nghe chị Ái Hoa, một cây bút nữ khác, đã tâm sự với chúng ta. Chồng mất tích, một nách với các con còn thơ dại, đứa út mới hơn một tháng, cha mẹ già yếu, tôi phải trần thân giữa chợ đời mưu sinh, chịu đủ điều khốn khổ. Sau khi mất hết hàng hóa và chồng tôi trốn về được từ Khe Xanh, chúng tôi phải lén lút chạy trong đêm từ Đà Nẵng vào Sài Gòn.
năm 1979, tôi tiếp tục lăn lóc ở chợ trời và có thêm cháu cái. Nhờ sự giúp đỡ của mẹ chồng và các bạn hàng ở chợ Tân Bình, tôi có được một sạp vải buôn hàng xỉ. Chúng tôi kiếm đủ tiền để tìm cách vượt biển cho gia đình 5 người. Sau 13 lần thất bại vào năm 1982, chúng tôi ra khơi trên một chiếc thuyền nhỏ cùng 75 người khác, rồi được tàu Columbia vớt sau 9 ngày, 10 đêm lênh đênh trên biển cả đầy bão tố. Hải tặc săn đuổi, đói khát đến ngất ngư. Chúng tôi được đưa đến đảo Kuku và sau 10 ngày được chuyển qua Pulau Gadang, Indonesia. Đau đớn vì phải vĩnh biệt quê hương, nhưng sung sướng biết mấy khi được cứu vớt hồi sinh. Một chị khác, Đỗ Dung, lại tâm sự như thế này. Sau 30 tháng 4 1975, cha bị đi học tập, chồng phải đi cải tạo. Mới hai mươi mấy tuổi đầu, một nách hai đứa con thơ, tôi bị quăng vào đời thật là tàn nhẫn. Một chiếc xe đạp mini, con ngồi ghế nhỏ đằng trước, con ôm lưng mẹ đằng sau, hai bên ghi đông hai cái giỏ cối. Tôi trải miếng ni lông ở vỉa hè thương xá tắc, mua bán mua, thế mà cũng chả yên thân. Người ta muốn làm đẹp thành phố nên dí súng AK vào đầu đuổi đi. Tôi lang thang lăn lộn trong những khu vực chợ trời để kiếm sống. Bên nội, bên ngoại còn đó mà nào dám lụy phiền. Ai cũng có cái gánh nặng phải mang, ai cũng tang thương trước cảnh đổi đời. Những đêm nằm ôm hai con thơ mà xót xa phận mình, thương chồng và cha đang nhục nhằn. Biết làm sao, cái đau chung của cả dân tộc, mọi người đều trôi nổi theo vận nước nổi trôi. Chị Phạm Thị Minh Hương lại viết: tháng 3 1975, Ban Mê Thuộc nóng hừng hực, chiến tranh ngột ngạt. Rạng sáng ngày 10 tháng 3, phố xá im lìm, người dân lo âu nghe ngóng, quan sát qua khe cửa. Bộ đội ôm súng đi hạng một, men theo hiên nhà tiến vào thành phố. Sau đó là những tiếng bom nổ và tiếng máy bay xé bầu trời. Con phố tan tác, người chết